hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng lên những điều thiện, điều tốt lành đã làm được, dâng cúng thần Phật, gia tiên. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng có thể dâng lên bàn thờ mà không phải ai cũng biết. Có những loại hoa lá cấm kỵ xuất hiện ở vị trí trang trọng này, gia chủ phạm phải sẽ kéo theo xui xẻo triền miên, tài lộc thất thoát. Vậy những loại hoa cấm thắp hương trên bàn thờ gia tiên là gì? Ngày Tốt Toàn Thư sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt đã ra đời từ lâu, thể hiện sự coi trọng cuộc sống tâm linh, coi trọng cội nguồn. Trên bàn thờ ngày rằm, mùng 1, ngày dỗ chạp, lễ Tết, dù cúng mặn hay cúng chay thì đều không thể thiếu một bình hoa tươi. Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng biết rõ về các loài hoa cúng bàn thờ và hoa kiêng kỵ xuất hiện ở vị trí trang trọng này. Những loài hoa tuyệt đối không nên để trên bàn thờ. 1. Hoa ly. Hoa ly khá rực rỡ, thơm ngát, không nên dâng lễ Phật, bàn thờ gia tiên nhưng có thể dâng được ở nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Người ta kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán, chia ly ở bàn thờ gia tiên. 2. Hoa phong lan. Loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm vào bàn thờ dịp Tết, nhưng dâng Phật không nên dùng hoa phong lan, vì hoa có nhiều màu rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng, nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. 3. Hoa lan móng rồng. Đây là loài hoa thơm, nhưng không dùng để thờ cúng, bởi cánh hoa giống móng rồng, và tên gọi của hoa cũng không đẹp. Chính vì vậy mà loại hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên. 4. Hoa đại, xứ Champa. Hoa đại là hoa thơm, màu đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì đây cũng là loại hoa không nên để trên bàn thờ vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo Sự Tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. 5. Hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết. Nhưng trong dân gian, đây là loài hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh. Ví dụ hoa nhài cắm bãi phân trâu. 6. Hoa cúc áo, hoa cất lợn. Tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt, nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên bàn thờ, nơi có thần linh và gia tiên, bởi cái tên của nó không đẹp. 7. Cúc vạn thọ là loài hoa tên hay, màu vàng ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên, theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên. Các loại hoa hợp cúng bàn thờ, người xưa thường răn dạy về cái tâm khi cúng gia tiên là chính, không cần mâm cao cỗ đầy. Do vậy, mọi người thường hay chọn các loại hoa cúng trên bàn thờ phù hợp theo mùa, những đóa hoa tươi thắm để cúng trên bàn thờ, do đó luôn là những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất để tỏ trọn lòng thành kính. Như hoa cúng lễ Phật thì là mẫu đơn, là phù hợp nhất. Hoa huệ ta có vẻ đẹp tinh khiết và trưng được lâu. Hoa đào nên chọn cành nhiều nụ to, nhiều lộc non. Hoa dâng cúng nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp. Ngoài ra, gia chủ nên chọn hoa có màu vàng và đỏ, những màu tượng trưng cho nhà Phật như cúc vàng, hồng, đỏ. Chị em cũng nên lưu ý cách chọn hoa trên bàn thờ, chỉ cúng một màu để tạo sự trang nghiêm cho bàn thờ. Quý vị thân mến, như vậy công đoạn dâng hoa là việc không thể thiếu đối với mỗi gia đình khi thờ cúng ông bà, tổ tiên hay các vị thần linh trên bàn thờ. Trên đây là những loại hoa cấm kỵ tuyệt đối không đặt trên bàn thờ nhằm không phạm vào điều kỵ của con cháu đối với tổ tiên, ông bà và các vị thần linh. Bên cạnh dâng hoa thì dâng quả gì thắp hương cũng là điều nhiều gia chủ còn băn khoăn, thắc mắc chi tiết sẽ được Ngày Tốt Toàn Thư chia sẻ ở phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bật mí những loại quả không nên thắp hương vào những ngày lễ. 1. Những loại hoa quả giả. Vào những ngày lễ, Tết và những ngày quan trọng, gia chủ không chỉ chuẩn bị đầy đủ hương hoa mà cần phải có hoa quả tươi. Một điều mà bạn nên nhớ đó là không nên lựa chọn hoa quả giả vào những ngày này. Trong quan niệm tâm linh của người Việt Nam, hoa quả tươi sẽ mang đến những ý nghĩa tốt lành, phù hợp để thắp hương vào những ngày trọng đại. Chính vì thế, hoa quả giả sẽ không thể hiện được hết tấm lòng thành kính của bạn đối với bề trên và không tốt cho các yếu tố phong thủy. 2. Những loại trái cây có vị đắng, cay hoặc chua.
Bạn không nên lựa chọn những loại quả có các hương vị như đắng, cay, chát như khổ qua, ớt để thắp hương trên bàn thờ. Những loại quả này sẽ khiến người ta liên tưởng đến những thăng trầm, cay đắng trong cuộc sống. Nếu bạn không muốn mình gặp phải những điều kém may mắn trong cuộc sống, thì bạn không nên lựa chọn những loại hoa quả này. 3. Những loại quả mọc sát đất. Những loại quả không nên thắp hương là những loại quả mọc sát đất, cũng là những loại trái cây mà bạn không nên lựa chọn để dâng lên bàn thờ treo tường. Có nhiều người quan niệm rằng trái cây này thường dễ bị ô uế từ phân bón, không nên thắp hương. Bởi vậy, bạn nên hạn chế chọn những loại quả mọc sát đất hay có họ hàng với cà chua, me hay quả thanh trà. 4. Những loại hoa quả có mùi quá thơm. Khu vực thờ cúng là khu vực thiêng liêng nên luôn phải giữ không gian thoáng đãng và sạch sẽ. Nên bạn không nên lựa chọn những loại trái cây có mùi hương quá nồng. Bạn nên ưu tiên chọn những loại hoa quả có mùi thơm nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn nên hạn chế chọn quả sầu riêng vì mùi hương của nó khá đậm và bền. Mặc dù người quá cố khi còn sống có thích ăn hay không. 5. Những loại hoa quả có vỏ bên ngoài quá sắc nhọn. Một điều mà bạn thường thấy đó chính là nhiều gia đình quan niệm rằng có thể lựa chọn những loại trái cây mà gia đình yêu thích để thắp nhang. Thực tế đây là quan niệm không hề sai, song không thật sự phù hợp khi thắp nhang, cụ thể là quả mít, quả sầu riêng. Những loại quả này thường có gai sắc nhọn và không nên đặt trên gian thờ, nhất là trong ngày rằm. Người xưa quan niệm rằng những loại hoa quả có đặc điểm này sẽ khiến các thành viên trong gia đình bạn cảm thấy bất an cũng như gây sự bất hòa, lục đục trong gia đạo. Do đó, nó là những loại quả không nên thắp hương vào những ngày lễ, Tết. 6. Những loại hoa quả có hiện tượng chín nẫu. Một trong những điều mà bạn cần lưu ý khi chọn loại hoa quả để thắp hương là không nên chọn hoa quả quá chín. Thường thì những loại quả này sẽ rất nhanh bị hỏng và dễ thu hút côn trùng, gây ảnh hưởng đến không gian thờ. Lúc này sẽ khiến gian thờ ô uế và mất đi sự trang nghiêm vốn có. Hơn nữa, những loại quả này chỉ có thể trưng trong ngày mà không thể để lâu được. Thế nên khi lựa chọn trái cây để thắp hương, bạn nên lựa chọn những loại trái cây vừa chín tới để mang tính thẩm mỹ cao cũng như hạn chế tình trạng bị bữa. Thay vào đó, quý vị nên lựa chọn những loại quả mang ý nghĩa tốt lành như quả táo. Quả táo trong tiếng Hán có phát âm gần giống với chữ hòa bình nên mang đến một ý nghĩa lớn. Loại trái cây này sẽ biểu tượng tới sự yên ổn và nhiều sức khỏe trong gia đạo. Đặc biệt, trái táo thường có màu đỏ, mang đến sự tốt lành. Bên cạnh đó, trái táo màu xanh cũng sẽ mang đến sự hòa bình và màu vàng thì mang đến hy vọng và sự sung túc, thịnh vượng. Quả cam. Trái cam là một trong những loại quả phong thủy được sử dụng phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn trong việc thờ cúng. Cam có màu sắc đẹp mắt, sẽ đem đến cho gia đình bạn sự may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, quả cam cũng có mùi hương tinh khiết và dễ chịu, rất hợp để thờ cúng. Đặt trái cam trên bàn thờ còn có thể loại bỏ tà khí và xua đi những điều kém may mắn trong cuộc sống. Quả xoài. Trái xoài trong miền Nam hay được gọi là trái xài, nên người dân thường lựa chọn đặt trên bàn thờ với mong muốn và hy vọng có cuộc sống sung túc và đầy đủ, không lo thiếu thốn. Hơn nữa, trái xoài thường có vẻ bên ngoài tròn trịa và có mùi hương dịu nhẹ, nên rất thích hợp được thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Quý vị và các bạn thân mến, việc thờ cúng là vấn đề vô cùng linh thiêng nên bạn cần tránh khỏi những điều kiêng kỵ để không gặp phải những điều kém may mắn. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Ngày Tốt Toàn Thư sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.